Minh đã thử thách bạn mình tham gia thử thách xây trong Minecraft, nhưng họ không biết là mình sẽ gian lận với lệnh Sec Sec X-Ray. Bằng cái lệnh này mình có thể thấy được những cái build của người ta. Ok, chủ đề đầu tiên là Skippy đi toilet là ok, chúng ta cùng nhau xây thôi nào mọi người. Xây thôi. Nhưng mà ba người kia không biết á là hôm nay mình sẽ gian lận bằng lệnh. Ủa, gian lận gì á? À, tao biết gian lận gì cho ai, lo mà qua bên kia không xây đi. Trời ơi, chạy cái thằng này nhiều chuyện quá, lắp lại cái lỗ đó cho tôi. Ok. Chạy cái thằng này thì sao chứ. Ừ, mà hên á, lát nữa là nó nghe được rồi. Hôm nay á, mình sẽ gian lận bằng lệnh X-Ray. Và cái hoạt lệnh này đơn giản lắm, mình chỉ cần xẹt xẹt X-Ray và bấm bấm đó. Bây giờ mình đã có X-Ray rồi. Nhìn kìa, mình có thể thấy Huy nút từ bên đây luôn á. Và sao á, hình như mình có thể thấy tô gà kìa. Và chị Nabi ở bên kia đó. Và đó, mình có thể thấy được cả ba người cùng lúc luôn. Và bây giờ mình chỉ đơn giản thôi. Thấy ba người kia xây cái gì thì mình cứ copy theo và làm cho nó tốt hơn. Chắc chắn mình sẽ thắng rồi. Đúng, đúng. Mà không những cái mình cây nghe được thằng Huy nút cái nói nó. Ủa, trời ơi, Huy vừa mới xem cái toilet xong rồi kìa. Ồ, thấy cũng đẹp á, khá là đẹp á. Huy nó đang lịnh làm như thế để làm cho cái cổ nó xoắn lại nè. Ồ, Huy, ý tưởng đó cũng được á nha. Được rồi, mình sẽ lấy ý tưởng này của Huy được luôn. Vậy trước tiên á, mình sẽ xây cái toilet trước. Nhưng mà tất nhiên phải làm cái toilet xịn hơn của Huy nè. Đâu, mình lấy cái block này nè, đó. Và sau vài thời gian mình xây thì cuối cùng mình cũng đã làm xong cái toilet rất là đẹp và rất là bự luôn. Vậy là xong cái toilet này của mình rồi. Ồ, toilet này trông rất là đẹp á. Ăn thích cái của Huy nút luôn á. Ôi, từ giờ mình để coi những người khác đang xây như thế nào nè. Bật X-Ray nè. Hẹn cha. Rồi, mình đã bật X-Ray lên nữa cái nè. Bây giờ coi có tô gà gì vậy. Tô gà nó xây mà nó xấu dữ vậy. Trời là trời. Chắc cái này là cái xây được ít điểm nhất luôn nè. Ủa, của Huy xây cũng rất là đẹp về với cái cổ sắt. Mình coi copy ý tưởng là được á. Ê, con chị Na như thế nào rồi. Ồ, cái này là một cái con skin đi toilet như kiểu dễ thương hơn á. Được rồi, tắt X-Ray nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái cổ và cái đầu của nó cái. Bây giờ mình sẽ làm cái cổ nó bằng cái cách này đi cho nó dễ. Rồi sau đó mình sẽ quấn lên đây rồi. Ây, bây giờ mình sẽ làm cái cổ nó quấn lên như này nè. Rồi, xoắn à. Ok, sau đó đi qua đây. Rồi sau đó xuống chút nè, đó. Ok, cho nó một chút đường cho nó dễ thấy nè. Ok, lên đây chút nữa. Ủ, được, cái này trông rất là đẹp rồi đó. Rồi sau đó để qua đây cái, được rồi đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần làm cái đầu của nó bên đây thôi nè. Rồi bây giờ mình chỉ cần cho nó tóc chút nè, mình sẽ để tóc ở bên đây nè, đó. Rồi bây giờ tới phần mắt nè, mình sẽ để khoảng bắt nè 44 ở đây nè, đó. Ok, rồi sau đó ở đây một cái nữa đó. Rồi mình sẽ cho nó mắt màu đỏ đi. Mình Skippy toilet nè, tụi này rất là ác độc quá. Rồi sau đó cho một cái miệng cười ở đây nè, miệng cười màu đỏ nè, đó. Rồi ok, vậy chắc là mình đã xong rồi đó. Đây chính là Skippy toilet của mình nè. Ui ui, thằng Huy mà thấy cái video này sẽ là bất ngờ lắm. Tại sao có nhiều điểm tương đồng với nó liệt trời. Ui, hết thời gian rồi. Trời, cũng đúng, trời ơi, mình xây gì cực khổ vậy. Chắc hết thời gian đúng rồi. Mọi người ơi, hết thời gian rồi, tập trung lại nào. Ok, giờ coi là chị Nabi trước hả? Ok. Ủa, cái gì ơi, vậy? Vậy là con toilet của chị Na hả? Nhìn cũng đơn giản dữ nha. Trời, nhìn con bé xíu. Trời ơi, dễ thương thì dễ thương chút, ok. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chấm điểm nào và nhớ nha. Ai có số điểm thấp nhất ở trận này sẽ bị lỗi đó. Tôi cho 7 điểm. Tôi sẽ cho 7 điểm luôn. Tôi cho 6 điểm. Vậy tổng điểm của cái xây của chị Nabi là 20 điểm. Được rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta coi cái xây của tô gà có nào. Cái con tô gà chứ chưa thấy đâu. Trời ơi, tôi, cái gì mà xấu, cái này là Skippy đi toilet hả? Bị đặt chai. Cái gì ở trên đầu đó, cái chán nó sẽ có màu đen gì vậy? Cái gì đó tóc nha mẹ. Tóc gì mà để đây kỳ vậy trời, nó bị hôi hả? Thằng gà đâu có thay đổi cái xây của nó tí nào luôn á. Lúc mà mình xây X-Ray nó vẫn y hệt vậy luôn. Được rồi, mọi người chấm điểm đi. Tôi cho 0 điểm. Dạ, cái này xây xấu hơn, chỉ cho 5 điểm. Chắc mình sẽ cho tô gà 5 điểm luôn. Vậy tổng cộng chỉ có 10 điểm mà. Tô gà có khả năng bị lỗi đó nha. Trừ khi cái xây của tôi với Huy Nút không có đẹp bằng. Ok. Nhưng mà đời ơi, tới coi cái view của Huy Nút như thế nào nè. Rồi, wow. Trời ơi, chơi xịn chưa. Dạ, một bất ngờ hả, chứ thật ra mình biết xịn rồi mà. Ôi trời, Huy xây đẹp vậy. Wow, có cái toilet nè, xây rất là đẹp rồi. Ủa, cái xoắn hả? Ý tưởng này rất là độc lạ luôn á, Huy Nút ơi. Gây chưa. Ok, giờ tới chúng ta chấm điểm thôi nè. Chấm điểm đi. Tôi cũng cho 8 điểm. Tôi cũng cho 8 điểm luôn. Tổng điểm Huy Nút đang là 24 điểm á, là vẫn trước hơn. Nhưng mà bây giờ để coi nè, tôi sẽ như thế nào đây mọi người. Qua coi cái xây của tôi nè, đó. Ủa, đâu. Ảo gì. Cái toilet kia đẹp chưa. Ủa, sao giống tôi quá vậy. Nhưng mà có điều là đẹp hơn thôi. Chả có copy cái của tôi không vậy. Chắc trùng hợp á, chứ cái gì đâu. Thôi. Rồi bây giờ mọi người chấm điểm đi.
10 điểm. Vậy là mình có số điểm cao nhất là 30 điểm. Và người thấp nhất đó chính là Tôn Gà, cho nên Tôn Gà bị lỗi. Bây giờ tới vòng 2 là chúng ta sẽ có gì? Thuyền á. Ủa, xuống xe thôi. Ok, xuống xe nào. Rồi bây giờ như hồi nãy, bây giờ mình thấy Huy là người xây giỏi nhất ở đây, cho nên mình chỉ cần copy theo Huy là được rồi. Và như vậy chúng ta sẽ sử dụng mắt nào. X-ray bật lên. Rồi X-ray nó được bật lên rồi nè. Bây giờ thì có coi Huy kìa, như Huy đang xây kìa. Ôi, mà cái X-ray này cũng hơi khó nhìn chút á. Từ từ để coi, hình như Gina cũng đang xây đúng kìa, đúng rồi kìa. Wow, X-ray thì tiện đi cũng á. Rồi đi coi Huy sẽ xây cái gì để mình copy theo nè. Như Huy đang xây cái thuyền gỗ á trời. Ok vậy thì mình cũng sẽ xây theo thôi. Rồi chúng ta sẽ lấy cái gỗ này nè. Đó được rồi, xây cái thuyền à, đó, đặt chút gỗ đây nè, đó, ok, đặt như vậy nè. Rồi, mình đã có cái thuyền rồi nè, ui, cái thuyền này trông cực kỳ đẹp luôn á. Ui ơi, không ngờ mình xây được như vậy ơi, tất cả là nhờ Huy Nút. Để mình coi Huy Nút sẽ có gì để ta, Huy Nút cũng đang xây kìa, nó có cái thuyền bự mà kìa. Trời ơi, nhìn bản của Huy Nút với bản của mình nhìn như là bản chưa tiến hóa, với bản đã tiến hóa rồi đó. Ui, hết thời gian nó rồi, mọi người tập trung lại nào. Trời, lúc chấm điểm rồi đó. Và nhớ nha, như là vòng trước ai có số điểm thấp nhất trong vòng này sẽ bị lỗi. Ok, bây giờ sẽ coi ai trước nè, con của Gina trước tới đây. Con của Gina thử rồi. Wow. Ủa, cái thuyền của Gina trên trong cũng khá là đẹp, khá là cũng tê với thuyền. Ghê. Đây là thuyền đánh cá. Đúng rồi, thuyền cá luôn nè. Trời ơi, trời. Ờ, thêm cá nữa nè. Hết thời gian rồi. Hết thời gian ai cho đặt vậy? Thôi, thở đặt rồi, đặt luôn đây. Trời ơi, sao tổng cá nóng không vậy? Trời. Ồ, ok, có vài con cá khác nè. Ok, được rồi, gì trong cũng được á. Bây giờ tới lúc chấm điểm nè. Ui, cho hả? 6 điểm. Em bị cho cái này là 8 điểm nha. Giờ thì tới của Huy Nút nè. Ủa, gì đây? Tôi đây. Huy Nút là cái thuyền gì á? Giống thuyền hải tặc thế. Đúng rồi, thuyền hải tặc á. Cả thêm cái mũi nè. Trời ơi, đúng là khác với chị Na, thuyền dễ thương kìa, cái này là thuyền bạo lực hơn nhiều á. Chiến đấu chiến bắn nổ luôn á. Thôi à, nãy ai nói là hết thời gian rồi, còn đặt thêm nữa vậy. Đúng rồi. Chị sẽ cho điểm là 7 điểm. Em sẽ cho đây là 8 điểm. Vậy hiện tại chị Na có số điểm thấp nhất rồi đó nha. Trời luôn. Rồi bây giờ tới của mình nè. Sao nó giống tôi vậy? Có khẩu pháo rồi, có cái neo rồi, có mấy cái mũi tàu rồi đâu bắt trước hả? Không nói gì vậy, nên xây thuyền hải tặc thì nó sẽ có mấy cái điểm tương đồng đó rồi. Nè, tôi hơi bắt đầu nghi ngờ, ông gọi đang dắt gen. Ai ông có nghi ngờ gì cho hết rồi, mọi người ơi, bây giờ hãy chấm điểm đi. 10 điểm. Vậy mình đã dẫn đầu nữa, nhưng mà các bạn đừng quên, các bạn hãy chấm điểm ở phần bình luận ở dưới đó nha. Và bây giờ thì chị Na đã pin lỗi ở vòng này rồi. Bây giờ tới vòng của con nè. Round. Ok, Huy ra giờ tôi còn tôi với ông đó nha, nên xây cho đẹp đó. Nhớ là xây cho đẹp đó nha. Mình nói nó xây cho đẹp đi rồi, lát tôi copy nó thôi, đơn giản thôi. Hình như cũng đã tốn khá nhiều thời gian. Bây giờ mình sẽ coi Huy Nút đã xây như thế nào rồi. Rồi, X-ray bật nè. Bây giờ thì nhìn bên đây không còn ai, chỉ có Huy Nút là còn đang xây nè. Ủa trời, Huy Nút đang xây con rồng gì vậy ta? Thì mình tới lại gần coi thử chút cái. Ủa, như Huy đang xem con rồng màu đen, hình như có thể là rồng Ender thì phải. Ủa, nó đứng trên cái mảnh đất gì nè. Ok, copy cái ý tưởng này được đó. Được rồi, bây giờ bắt tay vô làm nè. Và lát nữa mình sẽ biến một cái build rất là đẹp luôn á. Rồi, mình đã xây xong con rồng của mình rồi nè mọi người. Đây là con rồng rất là đẹp luôn. Trời ơi, nhìn cái cánh của nó kìa, nó được chỉ ra có mấy cái màu tím ở đây đó. Ui, nó cũng đang đứng ở trên như kiểu cái hòn đảo nghiêng của nó, kìa kiểu của Huy Nút luôn á. Ôi ơi trời, nếu Huy Nút nó thấy trùng hợp 3 lần chắc chắn nó sẽ còn nghi hơn nữa rồi đó. Ôi, hết thời gian rồi. Ok, tới lúc chấm điểm rồi, để coi Huy Nút đã đánh bại con rồng này không nào. Sáng sáng cho Huy, bây giờ là thời khắc quyết định ai chiến thắng nè. Rồi, bây giờ để coi của ông nhé. Thôi của tôi đây, hỡi đi chị luôn. Trời ơi, là trời, nhìn như con răng xuống vậy. Không khá giống anh màu này đen hết trơn à. Đó là rồng gì, rồng gì? Ender. Rồng Ender. Nhìn không giống rồng Ender chứ nào ta. Giống hả? Kệ. Nhưng mà cái build này ra xong cũng được á. Thì tôi sẽ chấm cái này khoảng 9 điểm nha. Nhưng mà ông cần một phiếu bình chọn nó của fan luôn á, nên các bạn hãy bình luận ở dưới nha các bạn ơi. Rồi bây giờ thì qua chỗ của tôi đâu, em sẽ bất ngờ lắm nè. Đó. Nhìn con rồng của tôi đây. Ông cảm thấy sao, ông cảm thấy sao? Trời ơi, cái gì ơi, bắt trước của tôi hay dắt gì em? Đừng có bắt trước gì đâu, trùng hợp nữa thôi à. Cái gì mà trùng hợp cả ba dòng gì? Chỉ là trùng hợp thôi. Trời ơi, không biết là mình đã sử dụng gian lận X-ray đó. Bây giờ ông chấm điểm này Huy ơi. 10 điểm. Đúng rồi đó, vậy là mình đã chiến thắng rồi. Nhưng mà các bạn còn thấy mình chọn ở dưới
và chấm điểm cho tụi mình dưới nha. Và bây giờ mình đã gian lận thành công bằng lĩnh Israel rồi đó. Tại vì gian lận nữa hả? À, chạy, mình lo quá rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mình có đã từng chơi thử thách Bill Battle bằng gian lận copy rồi đó. Các bạn hãy bấm vào video này hiện ngay trên màn hình để xem nha. Con chơi mình chạy rồi.